Ngày 11 tháng 11, tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi một chiếc xe máy cày chở đầy củi cao su lao thẳng vào nhà dân bên đường. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe máy cày chở đầy củi cao su do anh Điểu Trâu, 25 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước điều khiển, đang lưu thông trên đường DT741. Hướng từ huyện Phú Riềng đi thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ mất lái va chạm với xe ô tô 5 chỗ lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, chiếc xe máy cày loạn choạng rồi lao thẳng vào nhà bà Minh, 60 tuổi. Vụ tai nạn khiến hàng rào và tường phòng khách nhà bà Minh đổ sập, hai phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.